Hoàng Minh từng được biết đến như là một nghệ sĩ, một người biểu diễn hội họa. Anh là người đầu tiên mang nghệ thuật biểu diễn vẽ tranh trình diễn lên sân khấu. Là quán quân của chương trình Bạn Có Thể Tài mùa đầu tiên 2014. Cho xin một tràng pháo tay đi ạ. Chờ đón điều bất ngờ gì sắp tới. Mọi người có thể vỗ tay điều theo điệu nhạc được không ạ? Bí mật của bức tranh đã dần dần được hiện ra.
Đó cũng là điều bất ngờ mà Phạm Minh muốn dành đến cho tất cả quý khán giả, tất cả các du khách đang có mặt tại phố đi bộ Bùi Viện ngày hôm nay. Cũng như lời chúc Phạm Minh dành cho quý khán giả, mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ và an lành.